Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada bapa-bapa orang bahagian untuk akhirnya. Wal telah mencukup ini dari jumlah dan kelai yang pilih sesuai Islam orang bahagian. Nah, kenang tengah ini, kenyam min pertina bat mui dan baik cahaya cun tekan bapa-bapa orang bahagian untuk akhirnya. Dan pertina bat nu jadi jadi bawa serai tak tahu tentang. Ta madai cong, kita hal tak madai cong, tak pet madai tipi. Cimu dengan kawan perau, ke campak terlalu hijab dari tek. Jambat ter crop aurat da rư te na madai ti 2 kư chong madai tha neu pel dal opok robas jeung kư madai slap chang hai kot te yo propon ti 2 chang teu ta kon robas kot kon prau robas kot hai neu propon ti 2 robas kot ta propon ti 2 robas kot jambat ter hijab da rư te jambat ter crop aurat doch neak datai da rư te na alhamdulillah ni kư che pratheanabot muoy da bapon robas jeung kot ban suu neu knong phek robas jeung hai jeung kot chliet bok srai chu te kan kuat tak berdoa, na insyaallah. Basan cuci bangpo, rabah yang tak akhirnya pencet nurak kapsai rabah yang, na cuci lek tercet kini lekai cuci like, comment, share, na dan baca ramai lekai sah moni tekan maupun Islam rabah yang dah tayyit, na. Walau terlap mau petir nabat rabah yang wing, na kenong masalah ni kau campur madai tipi, hai nang kon pra rabah kau kau mencam baca hijab te. Pipruh via kehautan muhrim, pipruh via ke haram nikah, nah haram nikah. Yang tu tam bantu rupa Allah Subhanahu Wa Taala, nuknung surat Nur ayat 31. Allah Subhanahu Wa Taala ban membantu ta. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazuna furujahunna. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ya wal yadribna bikhumurihinna ala huyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna wa ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghayra ulil irbati minar rijal aw tifli alladhi yadhharu ala awratin nisa na Allah subhanahu wa ta'ala ban membetul tha wa qul cho tha chok oh Muhammad na lil mu'minati samrab banda satrai dan min chumnea baudutna cho oy pu nieng tumlae krasai phnaek robas pu nieng rư ko dak krasai phnaek robas pu nieng cho ampi ka samlang meul na dak krasai phnaek robas pu nieng cho ampi ka samlang meul kom oy pu nieng meul pdeh pdah kom oy pu nieng meul te chngai kom oy pu nieng samlang meul hai dak che haet phua oy min hawa nafsu rư ko khoeng neu rieng da man lo na Đối Allah subhanahu wa ta'ala bạn mới tụt hả? Cho tha cho ông Muhammad nè. Sầm rạp bần đa nè ri đầy mình chùm nưa cho ai phụ niên tùm lẹ cơ sai phê ra bác phụ niên chọc nè. Ông pi ca sầm lăng mơ Pro nè. Ca sầm lăng mơ pro Pro xinh Đàl hà rạc đàl sạc nì ca Hai Nâng bần đa ở quấy đá sạc nạy Islam bằng hàm khọt nè. Allah subhanahu wa ta'ala min betul betul tita wa yahfazna furujahunna hajo apu niang reksa ne pradap phet arabah pun niang ampi away ampi ka zina wa la yubdina zina tahunna illa ma zahara minha hajo kum apu niang bong hang samrah lực leng tay away terban kamnat lực lên tái away đại bán đang chinh chiến thăm ra away đại sát sai Islam mình đôi thà anh được nhát ở bằng hai miền đôi chia một prop đại năng prop trường nó bay cái lại năng nè cao pin năng mình ai bằng hai bàn đôi tiền nè hai chỗ ở phụ niên dọc bay crop một lơ đam trung ở bậc phụ niên năng co ở bậc phụ niên nè pe ao hai mình bên Còn tại bẹt ao hai cứ rụt như thế cứ nộp lên đặt quật bẹt cả má ở quật chỗ cần sai nó cướp bị lừa đâm trúng phong cũng ai cần sai trâm ní hay đâm trúng
nơi tờ tê chẳng vì sơ sản Islam mình bán ăn nhạt bài mình thử tệ nè cứ vì sản ánh chanh mọc làm việc ở dốc cỏ sáng rồi có smile crop bị lửa đam trung rồi bác phụ niên ai mình ai phụ niên bằng hai nơi sầm ra rồi bác phụ niên như thế nè nơ mốc nơ ná krau tà pi xoa mây rồi bác phụ niên nông chấm nam ní Allah Subhanahu wa ta'ala ban lực là chấm nuôn mà nuôn mà cấm nè đái ai bằng hai nhà ở rạch từ chấm phu khí bản nè cho công ai phụ niên bằng hai nhà sầm ra ra phụ niên từ căn bồ ra na cào âm pí nè cào âm pí ở đây ra ba niên ở phúc ra ba niên ở phúc mấy ra ba phụ niên con prapra ra ba phụ niên con prapra ra ba ở đây ra ba phụ niên bằng phụ ra ba phụ niên con pra này bằng phụ ra ba phụ niên con pra này bằng phụ sai ra ba phụ niên sẽ trai khi này anh khi nhóm bông ra đại khai nè bông ra pro đại miền tân hà miền tôi đại mình toàn đang ở phía phía bên khăm đối chân ai mình nu bông anh cầm này cứ Allah Subhanahu wa ta'ala bàn mình tu pháp dương thá cứ mình chăm bách cột bál rồi có mình chăm bách cột ao rạt thế đời chân ấy bậc thiền bát đại bảo phật bảo nhật bản số tha tá mà đại chúng nâng côn prach chẳng bạch hijab đã được tế nếu không mà tu rồi bảo Allah Subhanahu wa ta'ala này cứ bằng hai pháp thá côn prach prach rồi bảo đây rồi bảo phụ niệm nè chẳng bao giờ thà côn prach nâng mình men chia côn rồi bảo niệm nữa tế côn prach này cứ chia côn rồi bảo đây rồi bảo phụ niệm đã bỏ ra mình đã đủ cứ bảo đây bảo phụ rồi bảo quật sạp hái có thể do bảo phụ tivi đời chân ấy rồi các quật lên chỉ một phần bà con hãy quật thì do một phần tỷ phí hãy quật mình còn prao được chứ nè còn prao là bà con hay nắng bà con tỷ phí là bà con cứ mình chăm bách cột áo rát các bạn này nhé chẳng sừng khâm tha bà con bà hiền quật đã bàn xu nắng quật bàn chỉ chấp hành pi rừng thằng đi nhé nhục nam tu rồi Allah Subhanahu wa ta'ala nhục nam surah nur ayat tí sam sập mũi nè riêng bài này Alhamdulillah bong pu tong ah chit ti sanai ku rom lek phang da tha khnung niem jeung da chne islam na satrai da min chmneu te chpo Allah Subhanahu wa ta'ala ai ning krob ne aurat robas ning na krao ampi chmnuon krom da Allah Subhanahu wa ta'ala min matul prab jeung ni na krao pe ni keu jeung trau krob na jeung chang bat mok chit tok ta phnae ka tok teu che rueng robas jeung pontae nếu không sát sanh Islam là bao giờ nhé à quay đại trong ban anh nhà cứ mốc ập đáy và ập trường nhé xin cảm tha bằng bờ bao giờ tạo nên bên chất của thầy cha đồng lên nó xa mới đi tất cả bằng bờ Islam là bao giờ tạo thế tiết được cả chọn like comment follow page là bao giờ hãy dùng đồng bờ tạo một chút nên nó bị đau cày và bila hitafik wa lidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.